Hello, xin chào tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu nha. Hôm nay thì mình chở khách đi du lịch núi Bà Đen nha mọi người, núi Bà Đen Tây Ninh. Đó. Thì quang cảnh của núi Bà Đen Tây Ninh thì bây giờ mọi người sơ lược ở vòng ngoài, kẹt xe quá trời luôn nha mọi người, đông khủng khiếp luôn. Mình đây là hơi bị trễ nè, chứ lúc đầu là kẹt kẹt dữ lắm. Mọi người thấy sơ lược ở vòng ngoài nha. Thì ngay chỗ này là một cái ngã ba còn gọi là vòng xuyến đó. Thì các do bị kẹt xe quá, các chức năng cơ quan là chọn lại điều và điều hướng để mỗi xe đi mỗi hướng khác nhau để giải tỏa bớt số lượng kẹt xe. Thì cái khu vực này nè, hồi nãy là kẹt quá trời kẹt luôn, bây giờ là lực lượng các chức năng là đã giải quyết thì đã ổn rồi. Bây giờ mọi người thấy cái số lượng người không? Đó, số lượng người đi núi hôm nay không? Hằng hà xa số đó nha, quá trời. Thì xa xa của mọi người đó là quang cảnh của núi Bà Đen. Đây. Ở đây là một cái truyền hình lớn. Thì bây giờ là mình đang tiến dần. Đó. Đang tiến dần về trong chỗ cổng chánh của núi Bà Đen nha mọi người. Bên đây là mình đi vào á, là bên tay phải mình là cái bãi xe ô tô con à. Còn tại vì mình đi xe lớn thì mình đậu bên cái bãi bên kia để giúp mình vào cái bãi đó. Mình cũng sơ lược cái bãi xe hôm nay cho mọi người xem luôn nhé. Đây là cái bãi ô tô con. Rồi đây mình cũng hòa trong cái dòng người tiến dần về cổng chánh của núi Bà Đen nhé. Khu vực nào nãy là kẹt xe dữ lắm nha mọi người. Cái lúc mình mới vào đó là kẹt dữ lắm. Thì sau khi mình vào mình đậu xe xong thì lực lượng chức năng ta đã giải tỏa xong. Đây bây giờ mình cũng hòa trong dòng người đi núi. Mình tiến dần về cổng chánh của núi Bà Đen nha mọi người. Đây cái bãi xe ô tô xe lớn thì đậu bên này, xe mình đậu trong đây, nhưng mà bây giờ mình đang đi về cổng của núi Bà Đen thì để chút nữa đi rồi mình sơ lược về cái bãi ô tô trong đó cho mọi người rõ hơn nhé. Và đây cổng du lịch của núi Bà Đen đang dần dần hiện ra trước mắt mọi người, thấy chưa? Ở đây có những chú tôm ngộ không, có những chú tôm ngộ không bán kẹo kéo, ủa bán kẹo à. Rồi chào chú nha. Ôi vui không mọi người. Mình đang tiến dần về trong cái chỗ cái bãi cổng lớn nha mọi người. Mọi người thấy xa xa là quang cảnh của núi Bà Đen nha. Đây quay lại chỗ đó mọi người, xa xa mọi người thấy không? Đó, mấy chú Tề Thiên đang bán kẹo. Đó. Rồi thì bây giờ mình ghé vào đây để cho mọi người xem cái quang cảnh, xem cái quang cảnh của núi Bà Đen sáng hôm nay nha. Đây là cái bãi giữ xe hai bánh. Trời ơi. Không đếm xiết luôn nha mọi người. Đây, ta lại bắt gặp một chú Tề Thiên đang bán kẹo nữa đây. Chào. Chào Tôn Ngộ Không. Đây là bãi giữ xe hai bánh nha mọi người. Rồi mình đi sâu vào trong hơn để mọi người tường tận hơn cái quang cảnh cái bãi xe hai bánh của núi Bà Đen sáng hôm nay nha. Yeah.
mọi người thấy chưa? Bãi xe ô tô nè, ồ xin lỗi, bãi xe hai bánh. Rồi mình lại trở ra. Rồi tiếp đến mình cũng hòa với dòng người đi bộ. Đây, bãi xe ô tô lớn ở đầu bên này nha mọi người. Như mình đã nói đó, đó đây núi Bà Đen. Thì để chúc mình vào cái bãi xe sau nha. Thì bây giờ mình đang hòa trong cái dòng người để tiến dần về trong cổng chánh của núi Bà Đen nha mọi người. Quá đông luôn mọi người. Mình không thể tưởng tượng được là nó đông trong buổi sáng hôm nay. Quá. Thì ở đây cũng có những cái quầy hàng. Ở đây cũng có nha, cũng cái quầy hàng người ta bày bán thì cũng đủ loại mặt hàng. Ở đó là bên cánh tay trái, còn bây giờ mình chết sang cánh bên phải. Đây, ở đây phòng cáp treo núi Bà Đen. Quán cà phê này cũng quá lý tưởng mọi người. Đây, quán cà phê của này cũng quá lý tưởng. Rồi thì cái bên đó thì để sau đi. Bây giờ mình chết vào quay out. Mình đi máy qua bên phía bên cánh trái nha. Cánh trái của mình từ hướng đi vào thì đây là phòng bán vé này. Đây là phòng bán vé vào cổng này nha. Quầy bán vé tự động. Rồi từ cổng đi vào thì đập trước mắt ta là một cái vòng xoay và một cái vòng xoay mà ở đây nói chung là để mình quay đó mọi người. Cái vòng xoay cũng rất ok nha mọi người. Thì tại đây du khách chụp hình cũng rất nhiều trên cái vòng xoay chỗ này nha mọi người. Rồi bây giờ mình ly máy sang bên cánh tay phải. Ly máy bên sang cánh tay phải thì ta bắt gặp những cái cảnh quá đẹp. Mọi người thấy những cái khung cảnh này chụp hình là quá ok không? Đó thì họ cũng là xôn xao vào đây để chụp lấy cho ta những bức ảnh kỷ niệm của đi ngày đi núi Bà Đen mà đúng không mọi người? Ví dụ nếu mình đi thì cũng thế thôi. Mọi người thấy quang cảnh này chụp hình là quá lý tưởng không? Và ok, đây là cái bãi ô tô lớn dưới chân núi Bà Đen nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Xe đông khủng khiếp. Đây là đó, quang cảnh này núi Bà Đen. Mọi người thấy xe đông khủng khiếp không? Mình không có thể đi hết được nha mọi người. Mình chỉ ly máy sơ lược vòng quanh mình thì để mọi người xem thôi nha. Đi hết là nó mỏi giò luôn nha mọi người. Đó, mình chơi lượt. Đông khủng khiếp chưa mọi người? Phải nói là quá đông luôn nha mọi người. Đây, mình cũng tiến dần và tiến sâu vào cái bãi ô tô lớn của dưới chân núi Bà Đen. Lại ăn cúng đi, rồi lên xe.
Thấy khủng khiếp chưa mọi người? Quá sức tưởng tượng luôn. Thì mình cũng không có thể mà đi hết được. Có nghĩa là mình xung quanh mình chỉ ly máy thôi. Ly máy cho mọi người xem quang cảnh bãi ô tô của núi Bà Đen sáng hôm nay nó như thế nào thôi. Đó, mọi người thấy chưa? Quá khủng khiếp, đông không tưởng tượng nha mọi người. Đó, mình chỉ ly máy xung quanh mình để xem mọi người, để cho mọi người tường tận buổi sáng hôm nay bãi ô tô của núi Bà Đen sáng hôm nay nha mọi người. Mình không tưởng tượng nổi luôn mọi người, đồng khiếp. Rồi và ok, bây giờ mình tiến dần về cái cổng chính hồi nãy đó nha mọi người, để mình mua vé mình vào bên trong rồi mình sơ lược tiếp cho mọi người xem nha. À, đây quang cảnh núi Bà Đen. Và ok, thì bây giờ mình dần dần về cái quầy bán vé tự động. Mình mua vé, mình mua vé vào cổng nha mọi người. Đây là quầy bán vé tự động. Đó, ta chỉ cần ta bỏ vào, ta bấm nút là xong. Đây là quầy bán vé tự động của cổng, ngay cổng vô khu du lịch núi Bà Đen nha mọi người. Rồi. Sau khi ta có chiếc vé trong tay rồi, ta đang mình cầm trên chiếc vé vào cổng lên tay đi nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu là ta dần dần ta tiến về cổng chính của núi Bà Đen. Bây giờ mình đi vào cổng nha mọi người. Hệ thống bán vé ở đây rất tinh vi nha mọi người. Rồi, bây giờ mọi người chờ mình tí xíu nha, mình đang tiến dần về cổng chính của núi Bà Đen. Đã có chiếc vé trên tay rồi thì bây giờ ta đi vào cổng thôi. Hồi nãy mình cũng sơ lược cái đoạn chỗ này cho mọi người xem, nhưng lúc bấy giờ ta chưa có một chiếc vé. Ta chưa có một chiếc vé để ta vào cổng. Thì bây giờ ta có chiếc vé rồi thì bắt đầu ta vào cổng thôi. Đây, cô xét vé. Bên trong thu à? À, thu vé ở trong à? Rồi, bắt đầu ta tiến dần dần về cổng nha. Rồi, đây là các chú thu vé. Rồi, sau khi qua được cái cổng vé rồi thì ta tiếp tục hành trình nhé. Anh chị nào đi cấp treo, đi cấp treo thẳng đến cái đạp này quẹo trái vô nhà ga giùm em. Em ơi, đi cấp treo là vào đây hả? Dạ, vào đây luôn anh. Còn nếu mình không đi cấp treo thì mình vào đâu? Đi vô ngoài. À, ở đây chỉ là đi cấp treo mới đi vô đây. Đúng
Chứ bây giờ nếu mình không đi cáp treo, mình vô đây mình quay một đoạn video nào đó mình ra được không? À, tại anh quay một đoạn video tí xíu rồi anh cảm ơn em nhé. Rồi thì ở đây là khách nha. Khách đang đi vào cổng đi cáp treo nha mọi người. À, đây là mình cũng tiến dần về cái khu vực nhà ga của cáp treo núi Bà Đen. Đây thì ở ngoài đây phải mình là những người không đi cáp treo. Đó. Người ta đi đây. Thì hồi nãy cái chú bảo vệ đó, nếu anh không đi cáp treo thì anh đi lối này, nhưng mà mình nói với chú bảo vệ là anh vào anh quay một đoạn video thì họ cho mình đi theo cái lối này. Và đây ta bắt gặp cái nhà ga cáp treo của núi Bà Đen là đây. Đây nhà ga có cáp treo núi Bà Đen là đây nha mọi người. Mọi người thấy nhà ga quá rộng. Đây. Em ơi, đây là nhà ga cáp treo của núi Bà Đen là đây hay? Dạ, đúng rồi, mình đi chùa ở đỉnh đó. Rồi, cảm ơn không. Anh là tài xế, nhưng anh chỉ đi quay một đoạn video vậy thôi. Rồi, anh cảm ơn em nhiều nha. Chú hướng dẫn này. Rồi để mình hỏi cái chú hướng dẫn này. Đúng rồi. Em ơi, ở trên cáp này có nhiều cái dạng cáp đi phải không em? Dạ đúng rồi, bên đây cáp đỉnh, bên đây cáp chùa. À, là em ở đây là hướng dẫn ví dụ ai đi bên nào thì đi bên đúng này. Đúng rồi. Và cáp đỉnh và cáp chùa thì nó có cái giá vé nó khác nhau. Dạ đúng rồi, cáp đỉnh 350, còn cáp chùa 250. Còn cáp chùa mình đi một chiều. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, mọi người thấy trên cầu thang. Cầu thang đi lên cáp đây nha mọi người. Em ơi, cho anh hỏi đây là cái nhà ga của cấp mới đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mới từ cấp cũ là nằm ở đâu? Cấp kia, cũ là nằm ở dưới thôi. Đây là nhà ga của cấp treo mới nha mọi người. Đây, nhà ga của cấp treo mới. Còn theo lời mấy anh hướng dẫn thì là nhà ga của cấp treo cũ thì nó nằm ở phía dưới một xíu. Thì để từ từ mình đi xuống dưới đó. Em ơi, cái giá mà cấp treo cũ thì nó sẽ rẻ hơn ở đây hả? Nếu mà lên chùa thì bằng á. Em ơi, cho anh hỏi một lần nữa, bây giờ cáp treo cũ là mình đi hướng nào? Dạ, mình di chuyển từ đây xuống dưới kia. Cái giá đó chắc nó sẽ trên rồi, thôi với cái, dạ, cái giá bằng vé ở đây luôn. À, dạ. Sao lại sao nó cũ mới thì sao lại bằng giá? Dạ, cái đó em cũng không có rõ nữa. Nhưng mà chắc hoạt động thì không bằng ở đây thôi. Rồi bây giờ mình rời khỏi cái khu vực nhà ga của cáp treo. Mình đi ra đây. Mình đi tiến dần dần về, mình tiến dần về hướng cáp treo cũ. Em ơi, cho anh hỏi thăm cái hướng đi cáp treo cũ là đi hướng nào không? Đây, họ đi xuống cáp treo cũ là họ đi bằng ô tô điện đây. Để anh hỏi chú tài xế. Chú tài xế ơi,
Mình đi cáp treo cũ là mình đi bằng ô tô này đó hả? Dạ. Xa lắm hả? Sao? Lên à? Chú có vé chưa? Leo lên đi. Không, vé gì? Vé vào cổng hả? Vé cáp treo và vé xe điện. À rồi. Anh bảo đi thử này đi ngoài. Đi xa không? Phải. Mấy cây số không? Mấy cây số? Một cây. Một cây là hả? Dạ. Một cây là 1.000 mét đó hả? Dạ. Phải không? Dạ. Rồi, okay. Rồi nè, chạy anh ơi, cáp treo. 950 hay là 1.000? 950 á. Rồi bây giờ là mình tạm ngưng chỗ này nha mọi người. Đó, tạm ngưng cái khu vực này. Vì ở đây mà đi xuống tới cáp treo cũ á, thì theo lời của hướng dẫn ở đây thì tới 1.000 mét là một cây số nha mọi người. Và ok, đây là cái khu vực cáp treo cũ nha mọi người. Thì so với cáp treo cũ thì mọi người thấy nó vắng. Vắng hơn cáp treo mới nhiều thế mọi người. Ở đây là khu vực cáp treo cũ. Ga Hạ Giáp 2. Rồi mình cũng xuống đến khu vực cáp treo cũ và mình cũng sơ lược về cái cáp treo cũ. Thì sánh với cái khu vực mà cáp treo cũ mọi người thấy. Nói chung là quá vắng vẻ. Đây nhà ga của cáp treo cũ là đây nha mọi người. So với cáp treo mới thì khu vực ở cáp treo cũ là vắng hơn. Và ở đây là đường lên mua vé. Đây phòng bán vé của cáp treo cũ. Đây. Cô cho anh hỏi, ủa sao lại so với cái cáp treo cũ và cáp treo mới thì cáp treo cũ nó vắng hơn nhiều vậy? Tại vì ở ngoài đó có hai cái cáp nữa, nó lên đỉnh một tí thôi. À. Còn ở đây mình là cáp treo cũ là mình đi tới đâu mà anh thấy nó vắng hơn? Ở đây là mình chỉ lên chùa thôi, à, thành thử vắng hơn. Còn ở trên kia là cái tiếng lên đỉnh nhưng mà có kèm thêm cái tiếng lên chùa nữa, à, thành thử ra du khách họ đổ về đấy nhiều ha. Thì đúng rồi, thì nói như là, thì theo như trên cộng đồng mạng thì là cái cáp treo mới họ đi nó tốt hơn và nó sau đó nghe nó an toàn hơn hay là cái gì đó không biết. Nhưng mà ta nói là cái mới đi nhanh hơn cũng vậy hả? Có nghĩa vận tốc đi cũng vậy ha. Anh là tài xế nhưng mà anh cũng bất ngờ cái là ủa sao lại cái chỗ mà cáp treo cũ và cáp treo mới nó... Rồi. Vậy anh cảm ơn cô nhé. Rồi đây là cô nhân viên bán vé của phòng cáp treo cũ nha mọi người. Đó, theo lời cô là như thế nha. Rồi anh chào cô ạ. Đây, cáp treo cũ ra chạy để mình qua đây cho. Đây cái nhà ga của cáp treo đây nha mọi người. Để mình tiến dần về phía trong cái đây khu vực nhà ga cáp treo đây. Và rồi ok, vừa rồi mình cũng sơ lược về cái quan cảnh của núi Bà Đen sáng hôm nay nó đông như thế nào đó nha mọi người. Rồi ở đây mình cũng sẵn dịp bữa đây, mình cũng biết được tường tận của cái cáp treo cũ và cái treo mới của núi Bà Đen nó ra sao rồi nha mọi người. Rồi ok, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe và nếu có dịp thì ta cũng nên về núi Bà Đen một chuyến xem sao nha mọi người. Và ok, bây giờ thì mình xin chào tất cả mọi người nha.